Giữa thời kỳ bão giá, để tìm kiếm một quán ăn giá rẻ, đầy đủ thực phẩm là một điều hiếm thấy. Ngay tại quận nhất Sài Gòn, nơi được cho là vô cùng đắt đỏ nhưng vẫn tồn tại khá là nhiều quán ăn mà ở đó giá bình dân và phục vụ cho những người lao động. Và đây là quán ăn của chị Dung, nằm ngay tại ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Hai Bà Trưng thuộc quận nhất Sài Gòn. Mỗi ngày chị Dung sẽ đổi một món, có khi là bún bò, có khi là bò kho, có khi là hủ tiếu gà, đổi món liên tục nhưng giá vô cùng bình dân. Vì vậy thì rất là nhiều người dân lao động đang làm việc tại khu vực trung tâm Sài Gòn á, mọi người sẽ lựa chọn quán ăn này vì vừa túi tiền, giá rẻ và vô cùng ngon. Và điều đặc biệt mình chứng kiến có rất là nhiều mảnh đời khó khăn đến đây, chỉ bán với giá rất là mềm. Có khi là bán 15.000, 20.000 đồng nhưng đồ ăn thì vẫn ngang ngửa với những tô 25 bình dân như vậy. Mọi người thấy rất nhiều đồ ăn ha. Nói chung là tùy theo ai ăn như tôi muốn bán nhiêu. Những người lao động khó là tôi cũng phải hết. Này mọi người, món của chị Dung ngày hôm nay là đổi món bún riêu và canh bún. Thật ra thì bún riêu và canh bún nó khác nhau một cái đặc biệt, đó là cái sợi thôi. Sợi canh bún nó to hơn một tí, nó có thêm nhiều rau muống hơn. Còn bún riêu thì sợi nhỏ hơn và bỏ rau sống giá. Đây là tô bún riêu nè. Mọi người xem sẽ thấy là nước dùng thì như nhau, nhưng mà khác nhau ở cái chỗ đó là sợi thôi. Tô bún riêu 25.000. Khách muốn ăn bao nhiêu? Bán 3 tô đi. Thôi. Bữa nào ăn bao kìa, thấy chưa? Ba chưa? Hai tô. Chú bao luôn kìa. Tao khám dễ sợ rồi. Ba tô á, đặc biệt á. Làm ba tô làm việc đi. Mối của chị luôn hả? Của chị luôn, còn việc nó ăn sớm lắm, hôm nay cũng đi trễ đó. Chú thì leo me bán bán bịch me 50.000, ba tô là hết bịch rưỡi rồi. Leo ba cây me mới được bịch rưỡi. Cái tô này là có cục xương rất là bự nè mọi người. Mai cho nó đó. Để chị. Bác để chị bỏ miếng rau chứ bốn lý bún không có rau. Rồi biết bỏ cái góc nào để cho nó đẹp cho đây. Đây là cái tô 20.000 cho một chú lao động ở bên quận 4 này cô bán chị. Tô này 20.000 đúng không chị Dung? Nó đi như sao giờ đó, cái tô 20.000 phải không? Tô 20.000 cô bán chị. Có bỏ đồ mắm dạ. Như vậy là những người lao động khó thì con thấy là chú là bên quận 4 mà qua tận quận nhất để đi ăn như vậy thì rất là đi xa. Đi làm về con thì phải ghé lại chỗ cái bình dân để ăn con. Cái giá nó rẻ và dễ ăn là phục vụ cho người dân nghèo của mình. Đó đi tìm cái chỗ mà để ăn thì không có. Không có ai mà có cái giá mà bằng 20.000, 15.000, có 10.000 cũng bán nữa. Đó thì chú hy vọng và cái sự phát triển hơn nữa là còn giúp cho những đồng bào nghèo này kia. Con nghe nói là chú hồi xưa là cũng là một người khá giả lắm. Chú đúng có thể rồi. Kể cho con nghe biết được cái cuộc sống của chú không? Chú làm bên Singapore, chú làm là kỹ thư về âm thanh ánh sáng của công ty Medusa Singapore. Rồi chú mở công ty riêng ra chú làm. Sau thời gian làm 5-7 năm chú thất bại, chú phá sản. Rồi chú phải đi làm nhiều chuyện mưu sinh để sống. Rồi chú giờ chỉ có đứa con 5 tuổi. Vợ chú ly dị, chú bỏ chú cách đây 6 năm rồi. Như vậy là hồi xưa mình làm giám đốc rồi hợp tác với nước ngoài làm ở Sentosa, là một cái chỗ, cái cảng rất là lớn ở Singapore. Đúng rồi. Vậy sao mà mình bị phá sản dữ vậy chú? Bị phá sản vì vấn đề kinh doanh của mình bây giờ nó thương trường nó rộng lớn quá. Chứ mình kinh doanh mình đụng cái những cái mặt hàng của Trung Quốc nó qua nhiều quá. Vậy thì bây giờ công việc chính của chú là gì? Công việc chính của chú là nhân viên bảo vệ tòa nhà của nhân viên máy bay. Làm ở Tân Bình? Ở Phan Văn Trị con. Hòa Nhất. Dạ. Vậy thì từ một người đại gia, chủ doanh nghiệp giàu có thì đến bây giờ mình trở thành một người lao động tay chân.
chú có suy nghĩ gì không? Không, chú không buồn, thất bại là chấp nhận thôi. Mình cố gắng lên rồi vượt qua tất cả. Mình sống làm sao miễn cho mình và cộng đồng được rồi. Vì sao là chú biết đến quán của chị Dung ở đây? Chú coi trên mạng của con. Con giới thiệu qua. Thấy giá mềm là chạy qua. Đúng rồi. Chú là tên gì ta nãy cho con quên. Chú hỏi. Tên là Côn. Chú Côn. Đúng rồi. Chú làm, chắc là chú làm ở bên Singapore thì cũng biết một vài thứ tiếng Trung và Singapore tiếng... là chú biết tiếng Anh. Rồi tiếng Trung thì sao? Tiếng Trung chú cũng biết, nhưng mà tiếng Anh thì chú nói chuyện là tay đôi với tụi nó, tại vì doanh nghiệp mà. Ôi trời ơi. Mà con cũng không ngờ là từng là một người khá giả. Tuy nhiên bây giờ mình nói là Marie Kister là thủ tướng á, Marie Kister đầy đu economic đầy lồn. Economic là kinh tế đầy lồn, đầy đai. Kinh tế nó bị chết rồi. Đầy đai chết. Bây giờ những gì đó là mình chịu thua với gì. Thôi thì chú ăn sáng đây, không nó nguội đồ ăn á. Rồi ok, cảm ơn chú. Rồi con, rồi cảm ơn nhiều. Đây là một đại gia Sài Gòn và từng lao động làm việc bên Singapore rất là khá giả, nhưng mà bây giờ đây á, cuộc sống nó chật vật khiến cho đời sống nó rất là khó khăn. Tô này là tô 20 hả chú? Tô 20. Sáng là còn thấy là tô 20 ngon lành luôn á. Có chả nè, có mọc nè, có riêu nè, có thịt nè. Chú ăn ngon nha. Nói chung mình vượt qua chính mình, chứ bây giờ ai cũng còn khổ hơn mình nữa, mình phải chịu khó hơn. Nè con. Rồi cảm ơn con nhiều. Dạ. Một vị khách nữa thì ngày hôm nay mình sẽ trò chuyện, đó là chú Cường á, một người dân lao động. Công việc của chú Cường đó là hái me. Lần đầu tiên mà mình nghe là có một công việc mưu sinh ở Sài Gòn, đó là hái me ở trên các cái ngọn cây này. Ở Sài Gòn thì có rất là nhiều cây me với tuổi đời vài trăm năm. Cho nên là hồi xưa có cái bài con đường lá me bay á, con đường di tân cây dài bông mát á, thì có rất là nhiều bài hát nói về những cái hàng me ở Sài Gòn. Thì chú mỗi ngày chú hái bao nhiêu ký me? Vô chừng có khi hái 20 ký, có khi 30 ký. Bán hết rồi thôi. Mỗi lần leo vậy mệt lắm bộ. Hái bán hết rồi thôi. Mình bán là mình hái xong mình bán ở một góc nào đó. Hái xong rồi chú phân ra, chú phân me dốt theo me dốt, rồi me sống chú bó lại một chùm vậy, cứ một chùm 20. Mình hái như vậy thì nhân viên cây xanh hoặc là các đơn vị quản lý về hạ tầng họ có phản ứng gì không? Không, nó thấy mình khổ quá, nó bơ cho mình sống luôn. Nó để cho mình sống chứ. Một ký me là chú bán được bao nhiêu tiền? Chứ chú không có phân biệt chính. Cứ chú vô trong cái bịch á, chú vô bịch chú bán 50. Rồi một bó về chú bán 20. Vậy là ngày kiếm được khoảng 200-300. 200-300. Sướng rồi, không có vốn. Có khi bữa nào ít thì 100-200. Còn đang số trung bình thì 300. Ngon lành. 300 mà tiền ăn, tiền uống với tiền đổ xăng cũng đâu còn nhiêu đâu. Nhưng mà nó đỡ cực hơn cái việc đi bán cái số dạo ha. Hôm nay thì sáng nay chú ăn cái tô này bao nhiêu tiền? Tô này chắc bỏ bán 25.000 quá. Cũng ngon lành. Ăn ở đây thấy sao? Ngon. Ngon. Ăn ở đây thấy ngon. Ôi trời ơi, chút nữa con đi theo chú nha. Cô chú là làm gì? Hai mè. Một cái tô như vậy á, mà để mà được 25 ngàn thì đối với người lao động rất là khó. Chú ăn đi, chú ăn đi. Rồi chú ăn vậy thì hai cô chú là hết 50 ngàn rồi, hai vợ chồng nè. Hết 50 ngàn. Vậy mà cũng hào phóng là nói là mấy cháu là muốn ăn là chú mời chú bao cho. Ăn đi con, tụi con ăn đi, chú trả tiền cho. Hào phóng gì vậy? Trả con 25 ngàn là mất cái nửa bịch me rồi. Kệ nó. Không sao đâu, trời. Người ngờ. Thấy kinh con dễ thương quá, mến mộ con. Dạ. Thấy con đi xuống vùng sâu vùng xa giúp đỡ cho mấy người nghèo luôn á. Xuống vùng sâu vùng xa luôn á. Đây là con chó nè. Chó này thì chắc là hàng xóm hay ở đây hay là của chú? Ngay chỗ quán cà phê. Đây nè, của ông đó đó. Nhà ở trỏng á. Nó thấy mình ăn nó theo á. Mà mình nghĩ rằng là người nghèo họ phải tằn tiện chi tiêu và ki bo, nhưng mà chú lại lao động cực khổ mà lại mời tụi con ba tô luôn. Ăn đi chú trả cho, ba tô đâu có nhiêu đâu. Hai vợ chồng nè, bây giờ sáng là ăn tô sáng rồi tranh thủ đi hái me, rất là thú vị.
thôi. Còn mấy người này tô 50, còn mình là 2 tô 50. Trả tiền luôn cho bà ăn đi nha. Trời ơi. Trả luôn hả? Thôi thôi đừng chị, đừng chị. Có 2 tô 50 thôi, còn 100 ngàn. Trời ơi. Thôi được rồi, được rồi, chú cảm ơn chú nha. Chú luôn mua me chú ủng hộ thiệt. Hào phóng như trời. Này là canh bún nè. Cái sợi nó to như là sợi bún bò vậy á. Nhưng mà cái màu này là chị làm một miếng cho nó đỏ đỏ thôi. Cho nó đẹp mắt ha. Đây là tô canh bún. Có rất là nhiều xương ở phía dưới. Ở còn ham vui mà. Khách bắt đầu tới đông rồi. Chị Dung nè, mỗi ngày là đổi một món. Mà hôm đó giờ thì mình chưa có được ăn cái món bún riêu của chị. Chị thấy là ăn phở nè, ăn hủ tiếu gà nè. Rồi ăn một bún bò Huế là chính thôi. Hôm bữa thì ăn bò kho. Bữa nay thì thấy nồi bún riêu hấp dẫn không? Ủa, em có số chị chưa? Phần lớn là ở đây á, nhân dân lao động đến đây thưởng thức nhiều lắm các bác anh chị. Và mọi người muốn ăn rau gì đó thì có thể tự múc thêm. Nhiều bốn hay gì đó. Đang làm tôi mất. 0364 512. Đây, một cái tô bún riêu có bán chị thấy là giá 25 ngàn nha. Riêu mộc chả. Và ngay tại trung tâm Sài Gòn nó không sự thực sự là. Cái tô này chị lấy cho bà có 20 thôi nè. Tô này 20 hả chị? Chị lấy cho mấy người này 20 thôi, mấy người này khổ. Loại nè, tô nè, 20 nè. Mấy người này khổ, nhiều lúc lấy tiền, nhiều lúc lấy 10 ngàn có, để nhiều lúc cho không cũng có. Mấy phần canh bún bún riêu. Rồi cả chấm nó hết. Ok, mi ăn cái chi. Rồi ngồi với em. Hồi nãy có một anh khách quen chia sẻ với em á là đôi khi đây là một cái tô giá là 25 ngàn đồng, một cái giá với cái mức chi tiêu ở trung tâm thì tương đối là rẻ nha, mình có thể nói là rẻ so với cái mức thu nhập và chi tiêu ở trung tâm Sài Gòn, nó khác biệt so với ở làng quê. Xương nè, một phần xương có thịt nè ha mọi người, rồi có chả nè, có mọc nè, cũng rất là nhiều thứ trong này. Và nãy giờ thì mình thấy là có tô thì bán giá tượng trưng là 20 ngàn cho những người lao động. Và đây là một trong những cái địa chỉ mà mình thấy rằng là phù hợp với những ai mà có thu nhập thấp mà muốn có ăn một bữa ăn sáng chất lượng á, thì ghé quán của chị Dung. Hôm nay là món bún riêu và canh bún. Đậu hũ rất là thấm. Đây là mộc. Vô cùng thơm. Thank you.
mỗi buổi sáng thì cô Hồng sẽ đổi món liên tục và cô Hồng bán ở địa chỉ số 70 đường Nguyễn Duy Dương. Mỗi tô như vậy chỉ là giá là 30.000 đồng thôi. Các hôm khác thì cô có thể là bán món bún bò, bún măng vịt, rồi thậm chí là bún mọc luôn. Đồng giá là 30.000 đồng. Và đặc biệt là các bạn chị thấy khi mà đến đây ăn á, thứ hai bún mọc ha, 357 là bún bò, tự lấy thêm rau giá. Thì các bạn ăn gì đầy đủ hay sao? Đầy đủ lấy thịt xác. Mọi người thì chị bộ đầu tiên của tao đó. Đây là tô 30.000 đồng, mọi người thấy rồi ăn nhiều ghê không? Cục riêu cô cắt một cục bự luôn. Đúng biết lỡ em không? Có riêu rồi nè. Hai loại. Không biết mọi người cảm nhận như thế nào chưa? Theo quan điểm của mình á, một tô 30.000 đồng này là giá cực kỳ mềm. Ở dưới nó còn rất là nhiều thịt nướng, nước dùng rất là ngọt. Đây còn gọi là nước leo á. Dạ, cô bán chị thấy ông nào thấy mình thấy con là dân lao động em 20 thôi mưu sinh bán vé số. Cô bán thì đông khách á, cho nên là liên tục à. Đây nó 25.000 thôi vé số. Vé số 25.000 hả con? 25.000 cô bán đồ ăn cũng như 30 rồi. Đúng không, ít lại chứ. Nói chứ thêm 5.000 cũng vất vả mấy người lao động lắm, người bán vé số lắm. Họ phải năn nỉ mời mua 5 tờ nữa. Dạ heo. Cho cái bịch. Bịch gì? Bịch xương. Ba cái xương ống nó rã đâu hết trơn rồi trời. Cái tô này bán bao nhiêu con? Nó có em gái mua xương ống không à. Xương ống không này cho bao nhiêu con? Dây heo nữa ha. Này là mua nhậu 30.000. Đã đời luôn. Rồi 30.000 em ơi. Rồi rồi em bán liền. Vừa rồi là thấy hai cục xương ống với một cái miếng dây heo bự, giá 30.000 mua về nhậu. Mua nhậu. Và mình nghĩ rằng những quán ăn giá mềm như vậy á sẽ giúp cho những người lao động có được một bữa ăn ngon và có một cái ngày lao động đầy năng lượng. Và mình hy vọng rằng trước cái thời kỳ bão giá như thế này, khó khăn, thất nghiệp và mọi thứ đang bủa vây chúng ta, thì tồn tại những quán ăn sẽ khiến cho mọi người được san sẻ bớt cái gánh nặng chi tiêu hàng ngày. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đoạn clip này của Phong. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.